Chương 1 Trọng sinh thành NPC, may mắn là chân nhân. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Mênh mông vô bờ trong rừng rậm, một người quần áo lam lũ thanh niên nam tử, cầm trong tay mộc thương, không ngừng hướng phía trước người thân cây đâm tới. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Một thương tiếp một thương, mỗi một thương đâm vào thân cây ba tấc. Phóng nhãn bốn phía, khắp nơi đều là treo đầy lỗ châu mai cây cối, thô sơ giản lược khẽ đếm, không dưới vạn số lượng. Có thể tưởng tượng được, thanh niên nam tử đâm ra qua bao nhiêu thương, hắn thương thuật lại có bao nhiêu mạnh mẽ. Trên thực tế, những thứ này đều là thanh niên nam tử vào một ngày thành quả. Ô! Một thương phá không, thương mang hiện ra, một thương lần nữa thâm nhập thân cây, sau đó thấu thể mà ra. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Hơn 10 tiếng truyền đến, bị công kích đại thụ sau lưng cây cối, liên tục hơn 10 khỏa, tất cả đều bị bay khỏi một thương thương mang chặn ngang chặt đứt. Rầm rầm rầm. Cây cối khuynh đảo, lá cây bay loạn. Ken, chúc mừng lưu dân dịp thần, cơ sở thương thuật, kim cương, thành công tiến giai thành cơ sở thương thuật, vương cấp. Hệ thống tiếng nhắc nhở vừa rơi xuống đất, dịp thần thật dài gọi ra giọng điệu. Hiện nay, cơ sở thương thuật vương cấp chính là hạng mức cao nhất, không sai biệt lắm, người chơi cũng nên phủ xuống. Nơi này là trò chơi thế giới, nói một cách chính xác hơn là toàn dân lĩnh chủ trò chơi thế giới. Cùng bình thường trò chơi bất đồng chính là toàn dân lĩnh chủ xuất hiện ly kỳ, ai cũng không biết nó người khai phá là ai, chỉ biết là cũng trong lúc đó, toàn cầu tất cả nhân loại, toàn bộ đều nghe được thanh âm thần bí, cái thanh âm này đơn giản giới thiệu vài câu trò chơi, liền nói cho mọi người, buổi tối 12 điểm, toàn dân lĩnh chủ trò chơi chính thức mở ra, mọi người đều có thể bằng vào ý niệm trực tiếp đăng nhập trò chơi, không cần bất luận cái gì thiết bị. Mà giờ khắc này, khoảng cách trò chơi chính thức mở ra còn có 3 phút. Diệp thần biết việc này cũng không phải là bởi vì Diệp thần nghe được thanh âm thần bí, mà là bởi vì Diệp thần trọng sinh mà đến. Nói một cách chính xác hơn, Diệp thần kiếp trước chính là toàn dân lĩnh chủ trò chơi một gã người chơi đáng tiếc, cuối cùng vẫn treo. Bất quá may mắn chính là Diệp thần trọng sinh, toàn bộ có thể làm lại chỉ là cái này sống lại quá trình, xuất hiện sai lệch, dịp thần thành trò chơi thế giới NPC. May mắn thế giới này là thế giới chân thật, không phải vậy, biến thành một chuỗi số liệu, vậy coi như thực sự hết chỗ nói rồi. Nghĩ tới đây, dịp thần thuận tay vứt bỏ trong tay đã nứt ra thô ráp mộc thương, chỉnh sửa một chút y phục trên người, liền dựa vào đại thụ nghỉ ngơi. Dịp thần là người chơi trong miệng NPC, muốn dựa vào chính mình ở cái thế giới này hỗn tốt, thậm chí trở thành người trên người, đó là không có khả năng. Bởi vì diệp thần một sinh ra chính là lưu dân, cái thân phận này chỉ cần không giải trừ, diệp thần vĩnh viễn không thể tu luyện công pháp, chỉ có thể tu luyện cơ sở võ kỹ, hạng mức cao nhất là vương cấp. Hơn nữa, diệp thần cũng vô pháp làm càng nhiều hơn sự tình. Đây chính là trò chơi thế giới lưu dân từ lúc vừa ra đời, liền kèm theo quy tắc gông xiềng. Nghĩ giải trừ nó, biện pháp tốt nhất chính là tuyển trạch một vị lĩnh chủ người chơi trở thành hắn thôn dân đến mức dựa vào chính mình giải trừ lưu dân cái thân phận này vậy hay là đừng suy nghĩ bởi vì không phải dựa vào ngoại lực lưu dân tầng này thân phận vĩnh viễn không cách nào giải trừ đây chính là lĩnh chủ trò chơi thế giới quy tắc trò chơi một trong nếu như dịp thần tuyển trạch thủ đoạn không thường quy gia nhập vào phản tạc trận doanh cái kia đến lúc đó có thể giải trừ lưu dân cái thân phận này trở thành phản tạc có thể như vậy cần đại kịch tình mở ra mới được liền hiện nay mà nói diệp thần là không có cách nào trở thành phản tặc còn phải chờ thật lâu không có lợi lắm mà ngoại trừ phản tặc ở ngoài diệp thần còn có thể gia nhập vào sơn tặc cường đạo giải trừ lưu dân quy tắc gông xiềng bất quá cái ý nghĩ này nghĩ là được những thế lực kia cũng có đặc định quy tắc hạn chế sẽ không chủ động thu lưu dân nhập bọn lưu dân chủ di chuyển đầu nhập vào cũng sẽ không thu chỉ có lưu dân trở thành lĩnh chủ ngoạn gia thôn dân đang bị sơn tặc công phá thôn trang tù binh sau đó mới có tỷ lệ trở thành sơn tặc cường đạo có thể coi là may mắn thành sơn tặc cường đạo nghĩ tiếng hơn một bước phi thăng lời nói vẫn như cũ cần một vị lĩnh chủ người chơi làm chủ công không phải vậy nghĩ phi thăng đó là nằm mơ sở dĩ tính tới tính lui hay là trực tiếp đầu nhập vào một vị lĩnh chủ người chơi nhất có lời thời gian từng giờ trôi qua sau ba phút rậm rạp chằng chịt quan cầu đột nhiên xé rách hư không sau đó mang theo cái đuôi thật dài trực tiếp nhằm phía đại địa nhìn đến đây dịp thần tinh thần nhất thời trở nên chấn động trò chơi rốt cuộc bắt đầu rồi không biết ta sẽ gặp phải một cái dạng gì lĩnh chủ hy vọng không sai tốt nhất là không thế nào thông minh nếu như ngu một chút vậy thì càng tốt hơn trong trò chơi lưu dân sẽ bị ngẫu nhiên phân phối cho phụ cận lĩnh chủ người chơi đến mức lĩnh chủ là thông minh vẫn là ngu dốt là ôn hòa vẫn là bạo ngược diệp thần không làm chủ được bất quá diệp thần vẫn là hy vọng cái này gần xuất hiện lĩnh chủ không thế nào thông minh bởi vì chỉ có gặp phải một cái không quá thông minh lĩnh chủ diệp thần mới chỉ có dễ dàng hơn làm cho hắn hoặc là nàng đem chính mình cụ hiện biến hóa đến hiện thực thế giới cũng chỉ có đi hiện thực thế giới cũng sở hữu tự do đi tới đi lui quyền hạng npc mới có thể triệt để đánh vỡ trò chơi thế giới đối với npc rất nhiều hạn chế cũng chỉ có lúc này diệp thần mới chỉ có xưng là chân chính trọng sinh sau đó làm càng nhiều hơn sự tình chờ đợi là nhất khô khan lại chuyện nhàm chán diệp thần cái này chờ đợi rộng rã một giờ ken chúc mừng người chơi ninh vô khuyết vì thứ nhất thành lập đại ninh thôn đặc biệt thưởng cho người chơi ninh vô khuyết danh vọng ít một nghìn đồng tệ ít một nghìn. Ken, bởi vì người chơi ninh vô khuyết đệ nhất cái thành lập thôn trang, đặc biệt thưởng cho đại ninh thôn vì thiên hạ đệ nhất thôn. Thế giới thông cáo liên tiếp ba lần, đáng tiếc, diệp thần bây giờ là NPC, nhìn không thấy thế giới tần đạo bên trên người chơi nhóm lên tiếng. Bất quá, diệp thần có thể xác định chính là, thế giới tần đạo nhất định cùng tiền thế giống nhau, phi thường náo nhiệt. Thiên hạ đệ nhất thôn, đối lưu dân lực hấp dẫn nhất định có giá trị kiếp trước cũng là đại ninh thôn thu được cái này danh xưng đáng tiếc, không có chống nổi xây thôn khảo nghiệm. Nghĩ tới đây, Diệp Thần lắc đầu, tiếp tục chờ đợi hệ thống phân phối lĩnh chủ. Thời gian từng giờ trôi qua, một cái lại một cái thôn trang không ngừng thành lập, sau đó đưa tới một lần lại một lần thế giới thông cáo. Sau hai giờ, đến từ hệ thống triệu hoán đột nhiên hàng lâm. Chưa bao giờ lãnh hội qua loại cảm giác này Diệp Thần, ngay ra một lúc, sau đó đã bị một đạo từ trên trời giáng xuống quan trụ bao lại, biến mất. PS, các vị độc giả các lão gia, sách mới xuất phát, nỗ lực gõ chữ bên trong, thích, làm phiền ngài động động ngón tay, đầu đầu hoa tươi, vé tháng gì gì đó, cảm kích khôn cùng. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.